Thánh nữ nhạc chế hậu hoàng sợ khi bị dục lấy chồng vì 25 mà cảm giác như mới 15 tuổi. Khi bị bố mẹ dục có người yêu kết hôn, hậu hoàng sẽ cười hi hi rồi bỏ chạy. Khi nhắc đến những gương mặt trẻ đang thống trị mảng nhạc chế trên mạng xã hội, không thể bỏ qua hậu hoàng. Hậu hoàng mới 25 tuổi, sống ở Hà Nội, đã tốt nghiệp học viện tài chính. Sau khi ra trường, hậu hoàng lại làm công việc chẳng hề liên quan đến ngành học của mình là vlog, phim ngắn, web drama. Chẳng xinh xuất sắc, nhưng chính nét duyên ngầm, sự độc đáo trong việc xây dựng video đã giúp hậu hoàng thu hút lượng xem của dân mạng. Hiện kênh YouTube của hậu hoàng có hơn 4 triệu lượt theo dõi. Cô bạn cũng đã nắm trong tay hai nút YouTube bạc vàng từ cách đây rất lâu. Nổi như cồn trên mạng nhưng hậu hoàng chưa hề công khai người yêu. Năm nay cũng đã 25 tuổi, thế nhưng cô nàng chẳng bận tâm chuyện lấy chồng. Thánh nữ nhạc chế chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây: mình cũng bị dục một chút chuyện chồng con, nói một chút là vì họ hàng, cô dì chú bác hay hỏi chứ bố mẹ mình chỉ dục có người yêu thôi. Những lúc như thế, mình sẽ cười hi hi rồi bỏ chạy. Mình thấy mình còn trẻ lắm, cảm giác như mới 15 tuổi, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình luôn. Hiện hậu hoàng vẫn đều đặn phát hành những video mang màu sắc của mình trên kênh YouTube riêng. Những video mới của cô liên tục leo top, thậm chí vượt xa cả lượng view của cả những nghệ sĩ tên tuổi. Nổi tiếng là vậy, nhưng hậu hoàng sống khá khép mình, gần như không nhận lời tham gia game show, cũng ít trả lời phỏng vấn.